xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 19 tháng 7 năm 2022 trước khi vào bản tin ngày hôm nay hy vọng rằng là anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình thì trong bản tin ngày hôm nay thì ngoài nhận định thị trường ra thì mình sẽ có thêm một số các cái mã cổ phiếu tiềm năng mua được trong dạo này đã, nhất là những cái giai đoạn nhất là những nhà đầu tư nào đã À, xem các video của mình và đã thực hiện chốt lời các cái mã cổ phiếu à, dòng banh trứng thép này để bây giờ chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu tiềm năng và đây là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể là à, canh giải ngân được trong à, một số các phiên giao dịch tiếp theo. Thì chúng ta cùng quay trở lại để điểm qua thị trường. thì hôm nay à, một phiên giao dịch mà hầu hết cái sắc đỏ nó bao trùm thị trường. Thế tuy nhiên là cái việc à, xanh ở cuối phiên chiều này thì mình cũng đã được à, mình cũng đã dự báo với cả mọi người. Đấy thì cái điểm dự báo này thì thực ra là nó cũng khá là dễ dàng để dự báo thôi Đấy, chúng ta có thể là xem cái khung đồ thị 5 phút hoặc là khung đồ thị 15 phút ở cái trạng đồ thị phái sinh chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng phân kỳ nó đã uh, có ở cái trạng đồ thị phái sinh rồi chứ cho nên là cái nhịp hồi trong ngắn hạn này là một cái điều rất là dễ để chúng ta có thể là phân tích thôi chứ mọi người uh, rất nhiều uh, mọi người thấy rằng là mình, mình uh, hay uh, phán gọi là hay bói đúng, thực ra là mình hầu hết là mình dựa vào các cái trà đồ thị của phái sinh và có thêm một phần nữa về phần thống kê các cái mã cổ phiếu. Đấy, đây thì đấy là những cái nguyên tắc hay là cái phương pháp giao dịch của mình thôi. Đấy. Thì hôm nay của phiên, kết phiên giao dịch thì VN-Index tăng 1,84 điểm tương đương 0,16%, 188 mã tăng và 252 mã giảm. Số mã giảm thì nó cũng đang hơn số mã tăng một chút. Ở VNM50 thì hôm nay vẫn chịu cái sắc đỏ, mặc dù là cũng có những lúc mà nó đã À, hồi phục khá là mạnh mẽ. Đấy. thì kết phiên viên 30 giảm là 2,58 điểm tương đương 0,21%, chỉ có 9 mã tăng trong 16 mã cổ phiếu à trong 16 mã giảm. Đấy. thì hôm nay các cái mã cổ phiếu dòng dầu khí này, hay dòng điện này, rồi dòng ngân hàng thì chỉ có mỗi STB là giữ được cái sắc uh, xanh và tương đối là khỏe trong phiên ngày hôm nay, còn lại thì uh, chúng ta cũng uh, còn lại thì các cái mã cổ phiếu như dòng thép này, ví dụ như HPG thì đang uh, ngoài HPG ra thì các mã cổ phiếu dòng thép thì đang chịu cái áp lực bán nó tương đối là mạnh khi mà uh, phân kỳ rất là nhiều thì tí nữa chúng ta sẽ cùng điểm qua các cái mã cổ phiếu uh, chính trên thị trường hay là các dòng cổ phiếu chính trên thị trường ngoài ra hôm nay cũng có png đạp này uh, mvkg này Đây, rồi dòng banh dòng chứng khoán này ừ. thì về tổng quan thị trường chung thì hôm nay uh, một phiên giao dịch khá là buồn ngủ không có quá nhiều biến động và nó cứ bị các cái biến các cái biến động thì nó đều đến từ các cái phiên giao dịch buổi sáng sớm Đấy, có nghĩa là các cái mã cổ phiếu dòng dầu khí dòng điện thì nó đều chạy từ sáng khi mà nó đón nhận được các cái thông tin về báo cáo tài chính quý à, hay là bán niên năm 2022 Đấy, thì à, chúng ta cùng điểm qua với chart đồ thị của VN Index chart thị của VN Index hôm nay vẫn chưa được vượt được mường 20 ở đây là một vùng 1 một 1200 là một vùng kháng cự rất là mạnh và cái hỗ trợ của VN trong giai đoạn này là một vùng một đáy cũ 1140 và 1150 thì cái vùng này thì à, đối với mình đánh giá là nó sẽ khó thủng thì tại sao lại có thủng thì chúng ta sẽ cùng à, nhớ lại rằng là đây là một cái dạng phân kỳ đã xác nhận Đấy, phân kỳ có thể là tính từ cái đáy tháng 5 thì sẽ là phần kỳ ba đoạn rồi. Thế nên cái việc thủng đáy thì là cái xác suất không cao và nếu mà trong trường hợp mà thủng thật thì đối với mình đánh giá thì nó sẽ không thủng nó quá nhiều và cái vùng này cũng sẽ là một cái vùng đáy trung hạn. Đấy, ở đây trên này thì chúng ta thấy rằng là có cái tảng mây có cái giải mây chi nó khá là dày cho nên là cái việc để tăng nhanh hay là tăng mạnh lên nó cũng là điều khá là khó khăn và chúng ta sẽ cần kỳ vọng nhiều hơn về cái VNX sẽ có cái, các cái nhịp tích lũy. Đấy, tích lũy trong cái xu hướng pha nó phục hồi nhiều hơn. Đấy. Thì đấy là cái kỳ vọng của chúng ta còn trên khung tuần thì hôm nay cũng là phiên giao dịch mới là phiên giao dịch thứ ba thôi còn thì mình chúng ta sẽ không đánh giá được quá nhiều và chỉ đánh giá được chỉ có cái kỳ vọng được là vn sẽ có một cái tuần tăng giá lên vượt lên vùng 1200 tại thì nếu mà có cái tuần tăng giá như thế thì nó sẽ rất là tốt khi mà hình thành cái mô hình morning star ở đây đây là một mô hình đảo chiều khá là mạnh đây là một mô hình đảo chiều khá là mạnh trên một khung tuần nữa thì khi mà thực hiện là cái Uh, mẫu hình như thế thì chúng ta sẽ còn kỳ vọng được là viên Vindex sẽ tăng nhanh còn trong giai đoạn này thì à, còn nếu mà trong giai đoạn này chưa hình thành được các mẫu hình như thế thì sẽ rất là khó để có một cái bước vào một cái đà nó tăng mạnh Đấy. còn đương nhiên là cái vùng này là một vùng đáy trung hạn rồi nên là mình sẽ không đánh giá thêm uh, chúng ta cùng đi đã đi qua ở à đây chúng ta xem xem nốt cùng một giờ đi khung một giờ thì đã hình thành một cái đỉnh của MACD rồi nhé đỉnh của MACD và đỉnh của một giá hôm nay thì đang test được 20 của cái khung một giờ thì chưa thành công Tại vì thông thường là các cái nhịp giảm từ bên trên đến bên dưới thì nó sẽ có một cái nhịp này nó test đường 20 ở đây ở trong các trường hợp nếu trong các hướng hợp xấu trong các phiên ngày mai có thể là nếu mà thủng cả cái đùng thủng ở đây này chúng ta kẻ một cái chân like từ cái đáy cũ cái đáy thứ hai và cái đáy À, gần nhất được tạo trong phiên ngày hôm nay nếu mà trong trường hợp thủng cái đáy này thì khả năng cao bên đấy nó sẽ có cái nhịp test về vùng 1140 1150 đấy là trong tương lai trong cùng ngày thì chúng ta sẽ cùng xem xét cái vấn đề đấy à, tiếp theo là mình sẽ điểm qua nhanh về các một số các cái dòng cổ phiếu một số các cái dòng cổ phiếu chính trên trong dạng này là dòng ngân hàng thì dòng ngân hàng chỉ có mỗi uh, STB là còn đang giữ được cái sắc khỏe Nên Tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta bật cái cùng một giờ thì cái mã cổ phiếu này nó đã hình thành những cái vùng ba đỉnh và đang hình thành phần phân kỳ rồi cho nên là cái việc mà nó cái việc mà chúng ta cần phải có những cái phương án đấy, cần phải có những cái phương án để chốt lời cái mã cổ phiếu này ví dụ như trong trường hợp mà nó hồi lên vùng 23.5 hoặc là 23.3 thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hóa ít nhất là 50 phần trăm vì uh, mặc dù là trên cái khung ngày mặc dù trên khung ngày đây một mã cổ phiếu nó hình thành nên các cái uh, uh, đây là một mẫu hình rất là đẹp chúng ta thấy rằng là một mẫu hình vai đầu vai ngược tuy nhiên là uh, À, về sale thống kê thì chúng ta thấy rằng là các cái mã cổ phiếu trong dòng ngân hàng này đang chưa ủng hộ chưa ủng hộ cho nên là cái việc uh, trong ngắn hạn cho nên là việc trong ngắn hạn mà nó gặp áp lực điều chỉnh thì là cái điều dễ hiểu thôi và việc của chúng ta sẽ là canh uh, chốt bớt chốt bớt dần này mình sẽ không nói là chốt hết chúng ta có thể là chốt từ 50 đến đến 30 đến 50 phần trăm cái uh, tài khoản cho cái mã cổ phiếu này để ví dụ như cầm 100 triệu thì có thể là chốt khoảng độ 50 triệu chẳng hạn hay là cầm 10.000 thì chốt 5.000 kiểu kiểu như thế để, thì đấy là với STB ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng thấy rằng là đối với mã cổ phiếu này nó có một cái kênh tăng giá ở đây thì trong phiên ngày hôm qua nó đã mất kênh tăng giá này rồi nên là cái việc mà bán đến vùng 23.1 hay là bán lên vùng 23.4 này là cái việc nên làm là cái việc nên làm để bảo vệ cái thành quả hoặc là nếu một ai có thể là mua quanh vùng 23 này thì các cái nhịp rơi thì chúng ta sẽ cùng có thể là giữ được không lộ quá nhiều tại thị trường trong các cái giai đoạn khó khăn như này chúng ta lỗ ít là quá tốt rồi Đấy, kiểu kiểu như thế thì ngoài dòng ngoài STB ra thì chúng ta cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu nó khỏe trong giai đoạn trước trong giai đoạn này thì có với LB Bank này đây là một mã cổ phiếu mà nó cũng tăng trần cho một số nó phiên tuy nhiên trong giai đoạn này đã có một đỉnh của mã CD rồi nếu mà chúng ta coi cái đỉnh này đỉnh một và đỉnh này đỉnh hai thì cái mã này đã dính phân kỳ rồi nhé tuy nhiên là à, nó chưa rõ ràng, Đấy, nó chưa rõ ràng về cái phần đỉnh nên cho nên chúng ta cũng vẫn còn kỳ vọng với nó nhịp hồi lên vùng 14.1 chúng ta sẽ tính bán được. Đấy là LB Bank. <laughs> hay là CTG này cũng có một đỉnh rồi thì các cái nhịp bán chúng ta sẽ canh bán ở vùng 26.9 này hoặc là quanh bán vùng 27.5 này còn nếu mà ai đã giao dịch theo cái khung ngày thì chúng ta sẽ không khung ngày thì chúng ta sẽ có cái đường m 20 này là một cái hỗ trợ Đấy, thì các cái vùng quanh đường m 20 ở đây thì nó trùng thêm mà cả một cái đường MA50 nữa thì nó sẽ hình thành một cái hỗ trợ khá là mạnh chúng ta có thể là ví dụ như là mua quanh cái vùng 26 này và nhịp hồi lên vùng 27 thì chúng ta sẽ bán hàng ra thì để lướt tiêu ông là chính thôi Đấy, cái này này nó cũng tương tự như một số các mã cổ phiếu dòng bất động sản Đấy, ngân hàng thì mbb cũng thế nhé đây mình hôm nay sẽ đến với một số các mã cổ phiếu bất động sản thì chúng ta có thể là cái mua lướt được ví dụ như là đích hôm nay này như là đích hôm nay thì cái nhịp nó cái đường 20 ở đây nó là đường 37.7 đến 38 thì hôm nay với cái mã cổ phiếu này thì mình cũng kê quanh cái giá 20 uh, 38.5 tuy nhiên là hôm nay nó có về 28.5 nhưng không khớp được có về ba dàn năm thì không cấp được Đấy. thì với mã cổ phiếu như này chúng ta sẽ mua quanh các cái đường 20 và chúng ta sẽ có cái nhịp bán khi mà nó hồi lên vùng 4142 là cái vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ thực hiện hóa lợi nhuận nếu mà ai xem cái khung một giờ trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy được mã cổ phiếu có phân kỳ có phân kỳ và các cái nhịp bán chúng ta sẽ bán ở quanh cái đường 20 cùng một giờ 41.5 này và có thể là lên vùng 3 chúng ta sẽ bán nốt thì đây sẽ là cái cách mà chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận rất là tốt của một số các mã cổ phiếu trong bất động sản theo này xeo trên cung ngày tích năng tích khá là tốt ta sẽ cùng xem cung một giờ thêm tuy nhiên là cung một giờ đã có cái kháng cự ở đây rồi chúng ta thấy rằng là nó có một cái kháng cự ở đỉnh cũ và hình thành mẫu hình hai đỉnh hai đỉnh phân kỳ hai đỉnh phân kỳ âm cho nên cái việc tăng giá của nó thì nó có thể tăng giá thêm nhưng mà cái việc tăng giá nó rất là khó khăn nên cái việc của chúng ta thực hiện hóa chốt lời là cái việc nên làm nên làm trong giai đoạn này và tại sao chốt lời thì mình cũng đã nói với cả mọi người rồi cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là các cái mã cổ phiếu của ba cái dòng này nó đều hướng tới nó đều hướng tới cái việc mà nó đã hình thành một đỉnh mcd và hầu hết lại còn thêm một cái đoạn nữa là hình thành phân khí âm cho nên là cái việc mà cả cái dòng nó không không cùng thúc đẩy nhau lên thì nó sẽ rất là khó khăn nó rất là khó khăn để À, một mã cổ phiếu nó tăng trước thì rất là khó. Đấy, và nếu mà có một mã cổ phiếu tăng trước chúng ta không mua được cái mã cổ phiếu đấy thì chúng ta vẫn còn các cái mã cổ phiếu trong cùng ngày nếu chúng ta mua cho nên là cái việc chúng ta à, việc mà chúng ta cứ nếu giữ mãi một cái mã cổ phiếu thì nó không lên, nó không lên. Khi nào mà có tín hiệu chúng ta mua thì chúng đấy thoải mái. Bất động sản hôm nay cũng có một số các mã cổ phiếu tăng tốt như kiểu ckg này. Ở với mã cổ phiếu này thì mình còn kỳ vọng nó về quanh cái vùng 14 này, có nghĩa là như là test đích, như là tích đích như đích thì nó test về quanh vùng 14 test đường m 20 đây thì đường m 20 nó kéo lên thì chúng ta mua tốt nhưng tuy nhiên rằng là nó lại lên tận ngay hôm nay đang tăng trưởng ngay và cái mã cổ phiếu này như là trong khung một giờ đã có cái qua bán rồi rồi cho nên là cái mã này thì chúng ta sẽ hạn chế tham gia không mua được thì thôi hay như EDC này đấy, hình thành các mô hình phân kỳ chúng ta, ta sẽ không tham gia nữa đấy, rồi là FCN cái bản tin hôm qua thì mình cũng đã cảnh báo với mọi người rồi hạn chế nên đua hạn chế nên đua với các mã cổ phiếu như này đều hình thành những mô hình phân kỳ hai đỉnh như này thì cái đa tăng giá của nó sẽ còn nhưng mà nó sẽ khó khăn và nó có gặp các nó sẽ có thể là gặp các áp lực chỉnh bất cứ lúc nào hay lcg thì cũng tương tự này hôm nay có đỏ không biết hôm nay kết phiên đỏ ngày hôm qua này cũng có những lúc tăng trần luôn đấy nếu mà ai đu ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang chịu cái thiệt hại khá lớn rồi Đúng phân ừ. kỳ ở đây có thể là các cái nhịp mà nó hồi lên lại vùng 11.8 11.9 thì chúng ta sẽ canh bán được cái bán lướt để khi mà nó test về khung một giờ, à, khi test cái khung ngày, ví dụ như là nó test về đây là một cái điểm mua hay là một cái hỗ trợ là khá là mạnh. thì sao? bởi vì là à, nó trùng một cái đỉnh ở đây, Nó trùng một cái hỗ trợ, à, trùng một cái đúng không? trùng hỗ trợ ở đây. ngoài ra thì có cái hỗ trợ đường 20 với cái vùng mà chúng ta mua khá là lý tưởng. thì đây là một à, các mã cổ phiếu ba dòng rồi. ngoài ra thì còn à, bất động sản, còn thép, còn à, tài chính thì có S dài này tương tự luôn test từ 20 rồi lại đi lên thì chúng ta sẽ canh bán khi mà nó về hồi đỉnh cũ viên đi tương tự này gì cả một đỉnh mà một đỉnh MACD rồi thì chúng ta sẽ còn một cái đỉnh mà nữa kỳ vọng lên quanh vùng 19.3 chúng ta sẽ canh bán nốt Thế là đấy là các cái mã cổ phiếu trong chứng khoán còn một cái dòng như là thép Thế là thép thì chúng ta thấy là HPG này sau một phiên tăng nhưng mà không Uh, có cái đoạn phân kỳ từ trước các cái giai đoạn phân kỳ từ trước khiến cho cái mã cổ phiếu này nó rất khó khăn trong những đà tăng và một cái phiên tăng này thì nó sau khi một phiên tăng thì nó gặp ngay cái áp lực chỉnh cung uh, cung ở trên rất là nhiều thì đấy là với HPG thì chúng ta uh, nếu mà ai có hàng thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng là nó sẽ có thêm một cái nhịp nữa và trong các phiên ngày mai ví dụ như chỉnh về vùng 22 điều chỉnh về vùng 22 thì nó sẽ có cái nhịp tăng lên vùng 22.5 để chúng ta có thể là kênh bán hàng thì ai có thể là nhanh tay có thể canh mua cái vùng 21.9 này. 22 thì ok. Đấy trên khung ngày thì HPG thì có một cái kháng cự nó tương tự như thế. Đấy kháng cự vùng này và đang test từ 20. Thì các cái nhịp hồi lên vùng 22.5 22. 22.5 thôi, mình chỉ kỳ vọng lên vùng 22.5 thôi bởi vì sao? Bởi vì là trên khung ngày, trên khung ngày của nó thì nó có một cây break và cái cây sau, à đây là một cái nền nhá. Đây là một cái nền và có một cái phiên break lên. tuy nhiên là cái cây sau ngay cây sau thì nó đã có một cái phiên mà Uh, xác nhận là cái vùng này gọi là break fail rồi, break rồi, đấy, kiểu như thế thì đấy là với HPG và cái cả cái mã cổ phiếu dòng thép nữa, đấy, hay như nam kim này mình đã kể cái phân kỳ rất là rõ rồi, mã cổ phiếu này nó có tận bốn phân kỳ cơ, bốn phân kỳ đấy, liên tục leo giá để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào và cuối cùng là Google cái dạng như là nam kim này thì khả năng cao nó sẽ nó đã thủng cái kinh này rồi. À, chúng ta thấy rằng nó đã thủng cái kênh tăng giá này rồi thì nó sẽ có những nhịp test lên lại để cho chúng ta bán tuy nhiên là không khi mà chúng ta không bán thì nó sẽ có không để nó sẽ rơi về vùng 17.3 hoặc đâu đó sẽ rơi về 15.6 thì đấy là với năm kim này hai tiết cờ thì cũng tương tự cái dạng phân kỳ chúng ta sẽ cùng lưu ý mọi cùng nhớ để chúng ta không bao giờ mắc phải khép quên nữa à, đấy là với h, với hoa sen này lên 17.8 này để chúng ta bán thì thông thường thì các cái mã cổ phiếu nào khi mà thủng cái kênh tăng giá thì nó sẽ có nhịp vốn nó test lại thậm chí à, à, có thể là nó không đúng cái giá của cái kênh tăng giá đâu ví dụ như là cái kênh này nó ở trong 18 chẳng hạn thì nó chỉ lên quanh 17 7 là tối đa rồi. chúng ta sẽ cùng lựa để bán Đây. hay như STB thì chúng ta phải có những cái phương án bán sớm hơn một chút bán sớm hơn một chút cũng được Đây, ok còn một uh, hôm nay thì đến cái phần cuối cùng là cái phần mình sẽ có một cái số các cái mã cổ phiếu hay một số các dòng cổ phiếu mà chúng ta sẽ quan tâm và theo dõi mua được trong các phiên giao dịch tiếp theo ví dụ như là hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có điện này có điện thì cũng có sự quay trở lại Thế tuy nhiên là trong dòng điện thì sau khi mà thống kê thì mình cũng thấy có sự phân hóa Đấy, có nghĩa là một số các mã cổ phiếu mua được và một số các mã cổ phiếu cũng chưa mua được thì các một số các mã cổ phiếu mua được là các cái mã cổ phiếu uh, đây là Điện hôm nay là mình có NT2. Đấy, NT2 là chúng ta mua khá là ok này. Đấy, nếu mà trên, uh, trên khung 1 giờ thì chúng ta sẽ xem cái khung 1 giờ đã. Khung một giờ thì mới tạo được một đỉnh. Nhưng tuy nhiên trong uh, chiều nay thì đã vượt hẳn cái đỉnh này rồi cho nên là cái đỉnh một này nó sẽ chúng ta sẽ không tính. Và nếu mà nhìn trên khung ngày nhé nhìn trên khung ngày thì MACD nó đã cắt lên nên là cái dạng cắt thần nhất. Đấy, và uh, ngoài ra chúng ta thấy rằng là cái trendline của NT2 nó đã giảm xuống rồi. Đấy, hôm nay thì còn vượt cả chi cho nên rằng là uh, cái các cái vùng ở đây các cái vùng kháng cự của nó ở đây chúng ta sẽ chưa đến mua nhé chưa đến mua và khi nào mà chỉnh về quanh vùng 24.4 này hoặc là đâu đó về quanh vùng 24.8 thì chúng ta sẽ mua thoải này, thì đấy là một cổ phiếu NT2 này à, mã cổ phiếu dòng uh, dầu khí ở đây tự nhiên lại có gas này này P uh, PGD cũng tăng khá là tốt mà ACD cũng đã cắt lên à, CNG cũng được này tuy nhiên là CNG thì uh, nó đang vừa uh, mới bật không chưa có một đỉnh cho nên cái việc mua chúng ta khá là ok Đấy, chúng ta chờ một đỉnh thứ hai của MACD cung ngày này à, chục cung giờ này sau đó thì test thêm một đỉnh nữa thì chúng ta bán rất là thoải mái hôm nay thì vượt M20 m 20 và MACD cắt lên như này thì khá là tốt đó cái mã cổ phiếu này thì nó đã vượt cái trang ngắn hạn là quanh cái vùng này rồi vượt trang ngắn hạn là quanh cái giá 34 35 rồi Cho nên là các cái nhịp MACD vẫn đang cắm xuống này thì các nhịp điều chỉnh về vùng 34 này thậm chí rằng là nó có thể sâu hơn về vùng 34.6 này mua rất là tốt Đấy là với CNG Đấy, còn cái chân cứng của nó thì nó phải ở tận quanh đây cơ kháng cự của nó tận quanh vùng 40 cơ nên là cái việc mà chúng ta mua khá là ok Đấy. hay là một số các anh chị đầu tư hỏi với mình là có cái mã cổ phiếu gas này Đấy, chính là cái dòng dầu khí dầu khí ở đây này dầu khí hôm nay có các cái điểm mua khá là tốt và anh chị có hỏi là giai đoạn này có nên bán không thì đương nhiên là không bán rồi Bởi vì sao Bởi vì khi mà chúng ta bật đồ thị lên chúng ta thấy rằng là cái vùng này nó cũng là một cái vùng hỗ trợ Đấy, hỗ trợ và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là liên tục hình thành các cái nến đảo chiều nên là việc này chúng ta sẽ hạn chế về kinh bán thôi. đến đảo chiều và cụm đến đảo chiều, Đấy, nên là vùng này chúng ta không kinh bán nữa và chúng ta lên nắm giữ Đấy, cái, các cái vùng kháng cự của nó. Ở đây thì mới cắt lên một đáy của MACD thôi, cho nên là khả năng cao nó sẽ còn điều chỉnh về vùng 97 bảy, chúng ta sẽ canh mua được. Hay là với BR này, tương tự này, hôm nay mình khuyến nghị khá là nhiều các mã cổ phiếu dòng dầu khí, ừ, khá là nhiều các mã cổ phiếu dòng dầu khí. Đây, một uh, cây nến hammer này, Đấy, rồi là uh, cũng đến đầu chiều này, Đấy, thì khi mà chỉnh về cái vùng 22 nhưng một lần nữa thì chúng ta sẽ canh mua được và cái kháng cự đầu tiên nó sẽ tận vùng 25 cơ thì đâu đó chúng ta sẽ có cái lợi nhuận trên 10% Đấy, và ngoài ra nếu mà uh, chúng ta đo nhé, đo các cái dạng Fibo nhé đây Đấy, đo các dạng Fibo thì nó đang về Fibo 1 Đấy, Fibo 1, còn nếu mà sâu nhất thì nó chỉ chỉ về quanh vùng 1920 thôi Đấy, thì nếu mà chúng ta mua quanh vùng 22 thì về quanh vùng 1920 mua thêm một lần nữa thì nó về cái vùng Fibo 1.21 uh, 272 thì là một cái vùng Fibo khá là tiềm năng và ngoài ra thì trùng với cả cái đáy cũ ở đây thì cái việc mà cổ phiếu nó sẽ có cái hỗ trợ mạnh từ cái lực cầu thì rất là tốt thế là với br cây của br chúng ta sẽ mua theo cái khuyến nghị đấy mua theo cái phương án đấy là rất là ok hay là với pps này pps cái vùng này là một vùng hỗ trợ rồi thì chúng ta bán để bán được thì không nên bán không nên bán và hôm nay thì còn vượt m hai mươi đây là xích soát m hai mươi rồi thì chỉ ở cái đường m hai mươi chúng ta vượt m hai mươi và tích lũy trên đường m hai mươi một lúc thôi. chúng ta mua thì sẽ có cái target quanh vùng hai mươi sáu bảy 6.8 ở đây thì đấy là một số các mã cổ phiếu chúng ta có thể là cái mua được trong các phiên tiếp theo nó liên quan đến hai cái dòng uh, cổ phiếu chính là dầu khí và điện ngoài ra thì có một thêm một số các mã cổ phiếu dòng khu uh, công nghiệp bất động sản thì hôm nay mình có VCG này cái mã cổ phiếu này thì mình lại uh, không quên không lọc quên không lọc Chứ không thì nếu mà mình lọc thì hôm nay chắc chắn là mình sẽ mua được cái mã cổ phiếu này đây một mã cổ phiếu mà nó hình thành cái mô hình cốc tay cầm khi mà ai đấy thì uh, có cái mô hình cốc tay cầm này chúng ta nhìn rất là dễ khi mà chúng ta thấy rằng là nó có hai đáy hai đáy khi mà ở trong cái vùng hai đáy thì nó có vô nó rất là thấp ở vùng các cái đáy thì vô nó rất là thấp và các cái thành cốc các cái thành cốc nhé thành cốc này thì vô nó dày đặc lên ví dụ trong các phiên tiếp theo mà nó lại đổ vô tiếp thì chúng ta mua thoải mái các cái thành cốc thì vô nó dày đặc lên đây một mô hình cốc tay cầm điển hình trên cái khung này trên khung đồ thị vàng và ngoài ra thì với cái mã cổ phiếu VCG VGC này chúng ta thấy rằng cái lợi nhuận của cùng kỳ nó khá là cao 700 tỷ so với cả mươi à, 217 tỷ đâu đó là gần 3 lần gấp 3, gần 3 lần so với cùng kỳ và ngoài ra thì năm 2021 thì cũng tăng trưởng đến gấp đôi so với cả 2020 về đấy là về lợi nhuận đấy, cho nên là về cơ bản yếu tố cơ bản thì VCG, VGC nó khá là tốt về các cái yếu tố cơ bản mà ngoài ra thì à, cái mã cổ phiếu này thì nó cũng đang nằm trên một cái xuống tăng theo bác uh, mơ nhé BGC này à, hình thành cái mô hình a uh, đẹp đang trên xuống tăng và đang nằm trên tất cả các đường ngày mây từ ngày 200 100 50 mươi à, thì à, cái việc mua chúng ta sẽ khá là tốt à, ok thế nào với vcg còn tiềm năng thì à, chúng ta phải chờ thêm cái báo cáo tài chính nữa để xem là nó, nó sẽ có cái mục tiêu bao nhiêu còn nếu mà nếu mà chúng ta đã đo nếu mà theo phân tích kỹ thuật thôi thì khả năng sẽ có một mục tiêu vùng 62.9 đây là với VGC ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một mã cổ phiếu của người bất động sản nữa đấy là với PR PR hôm nay mình đã có khuyến nghị rồi với cái, các các mã với mẫu hình VCP thu hẹp chúng ta thấy rằng là cái biến động của mã cổ phiếu này nó càng ngày càng thấp đi đây, ví dụ như là nó biến động lần đầu tiên là 39% này biến động thứ hai ở đây là 21% và các cái biến động càng ngày càng nhỏ đi có nghĩa là cái cung cầu nó đang được thắt chặt lại rồi đang được thắt chặt lại rồi thanh khoản nó không quá nhiều nữa hôm nay cũng có một cái phiên nổ vô như này mình thì kỳ vọng nó có thể là nổ vô tầm một đến một năm triệu càng tốt Nên tuy nhiên hôm nay mua quanh cái vùng 60 mươi sáu mươi đến 64 5 là khá ok hôm nay thì mình đã mua cổ phiếu này rồi Đấy. thì chúng ta cần trong các phiên điều chỉnh theo trong các phiên tiếp theo canh về các cái vùng điều chỉnh về 65 thì chúng ta có thể là mua ok ngoài ra có một cái ita nữa này Intel là một mã cổ phiếu mà trong nó đang chịu các cái ảnh hưởng thì tin tức Tuy nhiên rằng là tin tức thì à, tin càng xấu thì chúng ta cũng có thể biết rằng là tin càng xấu thì à, dự báo là cái vùng đáy tiềm năng chúng ta thấy rằng là ở đây có một cái đô gì ở đây có một cái nến đảo chiều rồi Đấy, là cái nến bố đảo chiều thì các, các, cái trường hợp à, các cái nhịp tăng của nó lên mục 9 thôi là chúng ta đã lãi được khá là ok rồi Đấy, quanh đây khoảng được 25 phần trăm luôn Đây là cái việc mua chúng ta khá là tốt nếu mà chúng ta xem thì Fibonacci nhé mình sẽ kể Fibonacci cho mọi người đây nó trùng luôn cả vùng 1.618 đây là một cái Fibo nó trùng luôn và đây là một hỗ trợ khá là mạnh ở cái vùng nền trước Đấy, nền trước khi nó tăng giá cái vùng này chúng ta mua thoải mái luôn thằng qua là à, nếu mà mua cái mã cổ phiếu này thì nó sẽ có cái thời gian chờ nó hơi lâu một chút hơi lâu một chút hơn thôi à, vùng 7.3 này có thể ok ok như vậy là đã đi hết cái bản tin ngày hôm nay của mình hy vọng là bản tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho các bạn chúc các bạn thành công và gặp mình. nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại